Xin chào các bạn nha, và đây là mình đã lấy một cái test đầu nguồn này, lấy một cái test đầu nguồn với một cái đuôi đèn. Và ở đây là một cái gì, một cái cảm biến này, là cũng nói là cảm biến hồng ngoại chuyển động đấy, nhưng mà nó kiểu là không có hoạt động được. Đợt trước mình mua không hoạt động được, các bạn trên Shopee shop đã gửi trả lại tiền cho mình. Bây giờ mình sẽ tiến hành rút cái này ra. Mình nghĩ cái này vẫn sử dụng chung được bởi vì hai cái kích cỡ đấu của nó giống nhau. Đấy. Mình sẽ test cái thứ nhất. Cái này này là nó có hai cái dây này, một cái hai cái dây ngắn và hai cái dây dài. Hai cái dây dài này đấu nguồn vô, hai cái dây ngắn này là để đấu vào cái ấy. Đấu vào cái thiết bị đấy. Ở đây là mình chỉ căn xem nó có đồng bộ hay không, để mà lỡ mà đấu vô mà không đồng bộ thì sẽ bị hỏng mất, đúng không? Cái mẫu này là mẫu này đi với mẫu này, như vậy hai dây xanh vẫn ở hai bên và hai dây xám ở ấy, thì như vậy là cho thấy rằng là nó đồng bộ với cái mặt dắt rất lắm. Thì mình sẽ tiến hành ấn vào đây. Đấy, mình đặt về cái chế độ sáng vào ban đêm mà. Sáng bên này bật lên cái này, như phải bật về chế độ on day thì mới đúng này, on day thì mới đúng. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành ghim điện nha các bạn, ghim điện để test. Mình sẽ dừng video mà tạo nào. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành găm điện vào này để xem này. Khi găm điện vào thì nó sáng, sau 15 giây thì nó tắt. Đợi cho không thấy gì, nó không sáng lại. Mình đưa ngón tay vào, vào đúng cái vùng cảm biến của nó thì nó sẽ sáng. Mà sau 15 giây nó tắt. Nhưng mà nó 15 giây ấy, thực sự là không có đúng rồi nha. Để xem nào, sáng. Được, cái này có 5 giây thôi, nhưng nó không phải là 15 giây nha các bạn. Cái này có 5 giây, nó sáng có 5 giây, rồi nó tắt à, giống phải 15 giây. Đấy, nó sáng tí rồi nó tắt. Thế bây giờ mình mới đưa cái này ra, chuyển nó về vị trí 45 giây. Và nó là 5 giây, đúng ở trên này số liệu ghi 5 giây đó. 45 giây này, test thử 45 giây. Găm điện vào. Bóng sáng. Đếm đồng hồ. 5 10 15 20 15 30 35 10. Đấy, như vậy là lúc nãy mình có trễ 5 giây, thì là tầm 40 là nó đi vào ăn tương đương với 45 là bóng tắt. Như vậy cảm biến này là mình kết luận là hoạt động tốt nha các bạn. Còn cái chế độ đắc like với zip like đó thì cái đấy tối mình mới test được các bạn ạ. Thì bây giờ tạm thời mình sẽ tút điện ra. Mình tháo bỏ cái thứ nhất. Mình tháo bỏ cái thứ nhất nè. Mình tiếp tục test cái thứ hai. Mình check cái thứ hai về 5 giây. Mình tút bỏ cái nguồn của nó ra nha. Đấy, cái này on day mình cho về chế độ on day luôn. Yeah, ok các bạn. Tiếp tục test thử cái thứ hai nha. Cắm cái nguồn vô này. Sáng các bạn, 5 giây tắt luôn. Tiếp tục đưa tay vào. Sáng nha các bạn.
5 giây sau tắt luôn. Đấy. Như vậy là ở chế độ này hoạt động rất là ok. Bây giờ tiếp tục tắt ra nha. Tắt ra test thử ở chế độ 45 giây. Cái chế độ 4 phút thì nó hoạt động làm sao đấy, nhưng mà chưa có thể. Thế bởi vì chế độ 4 phút nó quá dài. Đó. Chờ một lúc 45 giây sau á. Bởi vì nó có cái bóng ấy, nó hơi chói. Lại giờ quên đếm đồng hồ rồi. Nhưng mà không sao, khả năng là vẫn đủ thời gian. Đấy, như vậy các bạn thấy là ở hai cái chế độ đấy nó hoạt động ok. Và mình kết luận rằng là cái sản phẩm là một sản phẩm tốt hơn cái sản phẩm ban đầu mình mua nha. Do vậy là khi mà coi như mọi người mà có nhu cầu mua đúng cái sản phẩm này ấy, thì mọi người hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 0708492513 mình đặt ở dưới phần mô tả của video, hoặc là các bạn có thể theo cái link ở phần dưới video mà mình để đấy, để mình đi đến đúng cái shop đấy để mình mua cái sản phẩm này nó chính xác, tránh là trường hợp là coi như mình đi mua lung tung, mình mua phải cái sản phẩm nó không đảm bảo chất lượng. Thì video này mình xin phép để dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn coi như một ngày vui vẻ.